Tiểu Dương may mắn sở hữu khả năng nhìn xuyên thấu mọi đồ vật. Vì thế, anh ta đã lập tức xuống phố để ngắm những cô nàng xinh đẹp, còn đi xếp hàng để mua vé số trúng thưởng. Kết quả là, thật sự trúng được giải độc đắc. Tiểu Dương là một nhân viên bình thường. Anh ta đang làm việc cho một công ty trang sức, nhưng với số tiền lương ít ỏi này, căn bản là không đủ để chi tiêu ở thành phố đắt đỏ. Vì để có thể tiếp tục sống ở thành phố, Tiểu Dương quyết định ở ghép cùng hai người bạn. Cứ như vậy, cuộc sống của Tiểu Dương cũng tạm gọi là đủ sống. Nhưng không ngờ rằng, Tiểu Dương lại bị người quản lý mới nhậm chức đuổi việc. Trong lúc đi ăn tối, Tiểu Dương đem chuyện mình bị mất việc nói cho cô bạn gái nghe. Bạn gái cũng là một người lương thiện, hơn nữa còn là một cô gái cực kỳ hiểu chuyện. Nhìn thấy Tiểu Dương rơi vào hoàn cảnh khó khăn, vì để giảm bớt gánh nặng cho bạn trai, cô liền quyết định nói lời chia tay với Tiểu Dương. Sau đó thì cặp kè cùng một người đàn ông giàu có hơn. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Tiểu Dương đã mất cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Anh ta thẫn thờ đi trên con đường vắng vẻ. Không ngờ rằng ông trời cũng muốn chống đối với Tiểu Dương. Đang yên đang lành lại đổ một mưa lớn. Mãi đến nửa đêm, Tiểu Dương cả người ướt sũng mà lê bước trở về nhà. Lúc này, anh ta cũng không nhìn thấy tờ giấy cảnh báo trên tường, cho nên cứ tiện tay ấn vào ổ điện. Kết quả là, một nguồn điện cực mạnh đã lập tức chạy vào cơ thể của Tiểu Dương. Ngay sau đó, Tiểu Dương ngã ra đất mà ngất xỉu. Nhưng sau khi tỉnh dậy, Tiểu Dương phát hiện, dường như cơ thể mình không có bị ảnh hưởng gì. Tiểu Dương cho rằng là do miếng ngọc đeo trước ngực đã cứu anh ta. Miếng ngọc này là do bà nội trước khi mất để lại cho Tiểu Dương. Bà nói, đây là bảo vật gia truyền của gia đình mình, bất kể nó đáng giá bao nhiêu tiền cũng không được bán. Đúng lúc này, Tiểu Dương cảm thấy dường như trong mắt mình có thứ gì đó, cho nên liền đi vào nhà vệ sinh, xem thử mắt mình có xảy ra vấn đề gì không, nhưng lại phát hiện không có gì bất thường. Tiếp đó, Tiểu Dương lấy một cái khăn để đắp lên trên mắt của mình, tính nằm chợp mắt trên ghế sofa một lát. Nhưng đúng lúc này, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Tiểu Dương lại có thể nhìn xuyên qua chiếc khăn mà thấy được trần nhà. Mới đầu, anh ta còn nghĩ là do mắt mình bị điện giật nên có vấn đề. Tiểu Dương tiếp tục đem chiếc khăn đi vắt thêm một lần nữa, sau đó lại đắp lên hai mắt của mình. Cũng vào lúc này, Tiểu Hoàng từ trong phòng ngủ bước ra. Anh ta lén lút lấy điện thoại của mình, chuẩn bị chụp hình dìm hàng người bạn Tiểu Dương. Nhưng không ngờ rằng, Tiểu Dương xuyên qua chiếc khăn, đã sớm nhìn thấy hết mọi hành động của Tiểu Hoàng, làm cho Tiểu Hoàng sợ đến mức nhảy dựng lên. Tiếp đó, Tiểu Hoàng nói muốn mời cậu ta đi ăn một bữa hoành tráng. Nhưng Tiểu Dương vừa nhìn đến chiếc túi trên áo của Tiểu Hoàng, trong đó chỉ còn có 20 tệ. Cho nên, Tiểu Dương càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Lẽ nào mắt mình thật sự có vấn đề rồi sao? Anh chàng này vô tình sở hữu một đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu bất kỳ đồ vật gì. Lúc này, lão Vương nhà hàng xóm đang đứng trước gương đung đưa và đàn hát. Lúc này, Tiểu Dương rất kinh ngạc. Lẽ nào anh ta sở hữu một siêu năng lực giống như trên phim sao? Tiểu Dương lập tức bịt mắt lại để kiểm chứng một chút. Không ngờ rằng, miếng bịt mắt màu đen che trước mặt lại giống như là một tấm gương trong suốt vậy. Tiểu Dương vẫn có thể dễ dàng nhìn rõ mọi thứ trong căn nhà của mình. Hơn nữa, chỉ cần anh ta dùng chút sức lực để nhìn vào một điểm, liền có thể xuyên qua vách tường nhìn thấy được cảnh vật ở bên ngoài. Tiểu Dương vội vàng đi xuống phố, tranh thủ kiếm một chút lợi ích từ đôi mắt thần kỳ này. Vừa hay, lúc này đang là mùa hè, các cô gái đều mặc những bộ quần áo khá mỏng manh. Trên miệng Tiểu Dương không ngừng lộ ra ý cười. Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta đã ngất xỉu vì lạm dụng.
kiếm được số tiền lớn như vậy. Tiểu Ngọc cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Cô ấy sẽ mua một căn nhà thật lớn, còn nuôi thêm một tiểu thịt tươi. Không ngờ Tiểu Dương lại có mắt nhìn tốt như vậy. Bà chủ muốn mời anh ta giúp mình đi xem những viên đá khác. Tiểu Dương lấy những viên đá mà mình đã đánh dấu tặng lại cho bà chủ, bởi vì anh ta cảm thấy con người của bà chủ này cũng không tệ. Chính ngay lúc này, Tiểu Dương lại nhìn thấy cô bạn gái cũ đang tình tứ khoát tay của một đại gia đến tham dự buổi triển lãm. Khi nhìn thấy người mà mình yêu thương đi bên cạnh một người đàn ông khác, Tiểu Dương có chút buồn bã, cho nên muốn ra ngoài hít thở không khí. Không ngờ lại vô tình va phải một đám người. Với đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ, Tiểu Dương đã phát hiện ra nhóm người này mang theo loại vũ khí có sức sát thương cực lớn. Tiểu Dương lập tức đoán ra được, nhóm người này muốn gây ra một vụ cướp ở buổi triển lãm. Lúc này, bọn cướp đã khống chế tất cả mọi người. Bọn chúng lấy hết tài sản giá trị của những người giàu có này. Hơn nữa, còn dự định cướp hết tất cả những viên đá được đặt ở buổi triển lãm. Chính ngay lúc này, Tiểu Dương dựa vào đôi mắt tinh tường của mình, dùng một viên gạch ném vào đầu của tên cướp trong nhà vệ sinh, khiến hắn ngã ra đất và bất tỉnh nhân sự. Sau đó thì leo vào trong từ cửa sổ nhà vệ sinh. Tiểu Dương thay quần áo và đeo mặt nạ của tên cướp lên người. Tiếp đó, anh ta lại dùng khả năng của mình để hạ gục một tên cướp đang đứng canh gác. Tiếp đó, anh ta thành công giải cứu được người bảo vệ. Sau đó hai người cùng nhau đi đến đại sảnh. Nhân lúc cầu dao bị ngắt, Tiểu Dương lập tức xông vào trong đại sảnh. Lúc này, đôi mắt nhìn thấu của Tiểu Dương lại trở thành đôi mắt laser. Chỉ trong nháy mắt đã có thể khống chế được tên cướp. Cứ như vậy, Tiểu Dương thành công giải cứu nhóm người giàu có. Lúc này, cô bạn gái cũng biết được Tiểu Dương sở hữu đôi mắt thần kỳ, cũng biết được Tiểu Dương chính là một mỏ vàng sống. Cho nên, cô ta đã khóc lóc cầu xin Tiểu Dương quay lại với mình. Nhưng là, lúc đồng cam cộng khổ thì cô không ở bên cạnh, nên khi có được vinh hoa phú quý thì cô cũng không xứng đáng để cùng hưởng. Và lúc này, giáo sư La cũng tìm đến Tiểu Dương. Ông nói với Tiểu Dương, ông trời đã ưu ái ban cho cậu đôi mắt thần kỳ này. Cậu không thể lãng phí khả năng của mình vào những việc như mua ngọc thạch hoặc mua vé số được, nên làm một số chuyện mang tính cống hiến cho tổ quốc của mình, chẳng hạn như cùng ông ấy đi khảo cổ. Tiểu Dương cũng rất thoải mái mà chấp nhận lời đề nghị của giáo sư. Cứ như vậy, Tiểu Dương trở thành thành viên trẻ tuổi nhất của đội khảo cổ, cũng là chuyên gia khảo cổ tài giỏi nhất. Nếu như bạn có một đôi mắt nhìn xuyên thấu như thế này, thì bạn sẽ dùng nó để làm gì đây? Các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video. Bộ phim hôm nay kết thúc ở đây thôi. Tôi là Cần Cần, hẹn gặp lại các bạn ở kỳ sau.